Tôi trời ơi còn muốn em tốn vãi nghịch ngu rồi nghịch ngu rồi Dâu bạc, phi phi và cô ngăn chính là một đôi luôn nên lại vui vẻ hơn. Tiên cờ ở trên môi và anh chưa thành siêu anh hùng và gánh cô ngăn bình thường thôi. Chắc chắn sẽ đặt tên một game là Easy thì đừng hỏi. Tên của anh là Nguyễn Đinh Quốc, còn tên của chị là Thảo Ngân. Đi cùng nhau suốt cuộc hành trình và theo dõi từng bước chân. Anh với chị tham gia YouTube vào năm 2018 và hai người nhấn ngay nút vàng. Đó chính là thành tích xứng đáng và anh chị rất là hợp nhau trong tựa game sinh tồn này. Cùng nhau trải qua trong gai, khó khăn nhiều phơi bày và bây giờ đã đến với nhau. Cực kỳ hạnh phúc nhiều sân bày và chia sẻ niềm vui nên buồn suy nghĩ trong đầu chắc đúng vậy. Anh sở hữu giọng hát được bị nếu mà ai muốn thì không có đâu. Chị hát cho cô ngăn nghe thôi và các bạn thì đem giấu. Chúc anh chị thật nhiều sức khỏe và chạm ngay nút kim cương. Ha, anh chị rất là có duyên và vẫn sẽ nhiều bạn bình thường. Yeah. Anh nhau. Anh nhau. Cuộc định mệnh không ai biết trước. Ngay từ đầu tiên, anh chị tình cờ gặp nhau trong game FIFA đó là cái gì và cùng nhau đi làm vài chặng để cảm xúc dâng trào thêm. Và tình cảm tươi đẹp này ngay là ông ta đã tiên truyền. Về làm ngoài game sinh tồn, anh chị còn làm vlog với chim mơ nên các bạn rất yêu quý, có khi ngủ vẫn còn nằm mơ. Anh chị rất là hài hước và đã tạo ra sức hút và mạnh dạn để lại. Anh chị một lời chúc, nói nhỏ ngạt thôi, cơ bạc không sợ một ai hết. Trong trận đấu FIFA sinh tồn có khi một mình anh chắc hết. Vừa hó hé ra thôi, bóng phát hết sót bay đầu hết. Khuôn mặt đẹp trai đi ra ngoài đường gái phải kết. Và anh chỉ sợ một người, cô tay dễ thương là cô ngăn. Lúc cô ngăn giận, thật sự anh ngồi năn nỉ và ăn năn. Nhưng mà anh cho này hớt vui vẻ và gây tiếng cười. Và luôn làm cô ngăn vui vẻ có lúc khi cô bực bội. Wow, miếng thịt nè, đậu xanh to như miếng thịt lợn nhá. Trời ơi, mình như thế này. Trời ơi, ăn miếng thịt này chắc ngộ độc luôn. Làm miếng ạ.